Bây giờ là mình sẽ bắt thêm cái tai để nhặt đồ. Đây là cái đu của mình sau khi hoàn thành. Cái lan này là mình dùng cái cửa cuốn này, khe thoáng. Cửa cuốn khe thoáng cũ bị hỏng. Mình chuyển đổi. Đây là hộp 40-40 này. Hộp 40-40. Hàn lại chữ A. Cắt hai đầu đố. Cắt hai đầu đố này thì mình sơn đen xong rồi. Đó. Cái này của mình đang làm giống như là cái giường ấy. Đó, có thể là nâng hạ. Đây là cái như này nó sẽ thành giống như cái giường. Đây là lòng. Ghế. Đó, nghề nó sẽ là cái ghế. Thì dưới này mình đang để một cái khung. Cái khung đế ở dưới này thì đang làm sắt là hộp 30-30. Thế còn cái khung ghế này mình đang khung ghế này làm hộp 25-25. Tất cả cái hộp mình chọn là 1.4 ly. 1.4 ly. Chân này thì mình chưa cắt bằng, hôm nay sẽ cắt nốt. Hôm trước thì mình định làm cái này nè, định hàn cái V này để làm bắt ốc. Thế nhưng mà sau đó mình khoan thử thấy nó không được chắc lắm. À, cái này ít di chuyển nên là mình hàn chết luôn. Đó. Cái đầu này thì mình để nó thừa một tí cho gối đỡ hụt. Cắt mép. Xích này thì mình đang để là xích loại này là loại 3 ly. Xích 3 ly. Mua 25.000 một sợi. Đây là mình mua khoảng 5 sợi. Trên này thì cái bi gối thì mua sẵn rồi, về chỉ hàn thôi. 35.000 chiếc. Hộp trên 40-40. Đó. Cái này thì cái cửa cuốn cũ của mình thì mình cắt bé đi và nó thừa lan này. Mình tận dụng cái lan đấy cho lên trên đấy luôn. Làm rất rất đơn giản các bạn. Các bạn làm này mất khoảng hàn này mất khoảng hơn ngày. Đó. Thoải mái ngồi. Cái này chữ A.
cái thông số chân này từ mép bên này đến mép bên này là 1m2, 1m2 chiều cao từ phần trên này trên đỉnh này cho xuống dưới chân này mình đang để là 2m, từ bên này sang bên kia là 2m, chiều ngang là 2m. Đu cũng rất thư thái. Ok, còn cái bản vẽ cụ thể thì mình sẽ post lên shop cùng với cả cái video này. Ở trên này thì mình mua cái bản này cuộn. Đây. Hàn ốp ở hai mặt. Cái này của mình thì có thể là dựng thẳng đứng được lên luôn. Đấy, dựng thẳng lên luôn. Mình dùng ba cái bản này, ba cái bản này, mỗi bản này này là 10.000, ba cái 30.000. Tính ra cái sức đu này nếu mà mình tự làm thì cũng chưa đến, chỉ khoảng 1,1 triệu, 1,1 triệu là cái sức đu này. Cả tiền sắt, tiền kẽm, tiền sơn. Ok, các bạn nếu mà thấy hữu ích thì cho mình xin một like hoặc subscribe kênh để mình tiếp tục có động lực làm các video tiếp theo. Thế còn cái tai bên này thì chiều nay rảnh rảnh mình sẽ cắt nốt.